Uh, xin chào tất cả anh chị em uh, hôm nay là ngày mùng 1 tháng riêng năm nhâm dần tức là ngày mùng 1 Tết âm lịch thì uh, mình làm video này để chia sẻ với lại toàn thể các anh chị em về thời điểm để chúng ta xuống giống cho cây phi điệp um, và khi mà xuống giống cho cây phi điệp thì anh chị em chú ý cho mình mấy vấn đề sau um, ở đây cây này thì mình đã xuống giống cho cây phi điệp này mình đã xuống giống được khoảng độ uh, vài ngày rồi và hiện nay thì cái vết cắt nó đã uh, xe cái vết cắt lại rồi nha anh chị em nhé đấy thì khi mà xuống giống cho cây phi điệp thì cây phi điệp nó 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 dài mọi người nhé cây phi điệp nó dài có thể nó dài hàng cả mét đấy nó dài cả mét thì uh, khi mà xuống giống thì anh chị em nên chừa ra khoảng độ 20 cho đến 30 cm ở cái phần gốc này này đấy, tùy vào cây nhé thường thì mình sẽ cắt đi khoảng độ à, uh, 2 phần 3 cho đến 3 phần 4 cái thân của cây phi điệp và cái phần gốc này thì thường thường là mình để lại khoảng 20 cho đến 25 xăng. đây mình đo găng này, khoảng 20 đến 25 xăng. Thì cái việc mà chúng ta để lại cái phần gốc này thì nó giúp cho sau này cái mầm gốc của cây phi điệp nó lên nha mọi người nhé Cái mầm gốc này nó lên thì cái chất dinh dưỡng ở cái thân này nó ngược trở lại để nó nuôi cái mầm gốc này Thì cái mầm gốc này nó lên thì nó rất là khỏe Còn nếu như mà anh chị em mà cắt ngắn đi Cắt ngắn đi đến đây chẳng hạn Đấy như cái cây này mình cắt năm ngoái là mình cắt đi thì nó vẫn lên mầm gốc thế nhưng mà cái mầm gốc của nó sẽ không lên khỏe và không phát triển được tốt nha mọi người nhé Đấy nên là khi mà cắt thì anh chị em chú ý là chừa lại khoảng 20 cho đến 25 cm và sau này khi mà cái mầm gốc nó lên nó đã có dễ rồi nó đã bén dễ nó khỏe rồi thì anh chị em có thể là cắt Hẳn đi đến đây để chúng ta làm ki hoặc là chúng ta cũng có thể là làm ki ở trên thân. Đấy, sau khi mà mầm gốc nó lên, nó đã có rễ của cái mầm gốc rồi thì chúng ta tiến hành chúng ta làm ki ở trên thân, tức là làm ở những cái mắt ở trên thân như thế này. Đấy. Rồi là một vấn đề nữa đó là đối với lại những cái ki mà nó ngắn nha chị em nhá. Đây là cây HO này. Đấy, nó chỉ có khoảng độ trên 10cm thôi thì những cái cây này thì cái tỷ lệ ra hoa ở trên những cái đốt này thì nó cũng uh, cũng cũng thấp hơn đấy tỷ lệ ra hoa thấp nên là chúng ta để lại để chúng ta um, làm kia ở trên thân nhà anh chị em nhé để lại làm kia ở trên thân thì sau khi mà cái mầm gốc ở đây này những cái mầm gốc ở đây nó lên nó lên khỏe rồi nó có dễ rồi đây mình nói ví dụ như là cái um, mầm này chẳng hạn cái mầm này nó lên mầm gốc rồi và cái mầm này nó đã có rễ rồi thì mình mới tiến hành mình làm ki ở trên thân nhá mọi người nhá tiến hành khi mà mầm gốc nó phát triển rồi thì chúng ta tiến hành chúng ta làm ki ở trên thân đấy thì đến cái giai đoạn đó thì mình sẽ chia sẻ về cái phương pháp làm ki ở trên thân cho anh chị em đấy. và giai đoạn này thì anh chị em lưu ý cho mình như thế còn đối với lại một số cây mà nó dài tầm khoảng 30 mươi xăng 30 hơn 30 xăng như này thì cái tỷ lệ mà ra hoa ở đầu ngọn này nó cũng khá là cao nên là anh chị em có thể là quyết định là làm ki ở trên thân hay là um, cắt khúc ra để ươm ki thì tùy anh chị em nhé nếu như mà cắt nha anh chị em nhé nếu như mà cắt thì mình cái phần gốc này đoạn này nó 30 xăng thì mình sẽ để lại khoảng độ 10 xăng để lại khoảng 10 xăng hoặc là để lại khoảng 15 xăng Đấy, còn cái phần ngọn này mình sẽ cắt đi để mình ươm ki. Đấy. <laughs> thì à, cái nếu như mà chúng ta để như này để chúng ta ươm ki để cả như này để chúng ta ươm ki thì cái tỷ lệ ra hoa của nó khá là cao và chúng ta không đạt được cái mục đích để chúng ta à, ươm ki đúng không ạ đây ví dụ như cây này cây này thì mình cũng đã cắt đi để mình ươm ki rồi và mình để lại nó khoảng độ 10 15 xăng anh chị em ạ để lại khoảng 15 xăng Đấy, thì anh chị em chú ý cho mình như thế và sau khi mà chúng ta cắt xuống để chúng ta ươm ki đây đây Một số thân mình đã cắt xuống để ươm ki rồi. Đây anh chị em thấy là nó to, nó mập như này. Đây, rất to và rất mập. Đây. Thì uh, sau khi mà cắt xuống để ươm kì như này. Thì anh chị em buộc dây lại. Sau đó thì anh chị em treo ngược. Uh, treo ngược cái uh, cái um, bó thân này lên. Treo vào chỗ dâm mát nha anh chị em nhé. Treo vào chỗ dâm mát. Thì uh, sau đó thì cái việc mà. Sau khi mà treo lên Thì à, Cái lá này này Cái lá này nó chưa dụng ngay đâu nha anh chị em nhé, Anh chị em có thể là treo cả tháng trời Thậm chí hai tháng trời Thì cái lá này nó vẫn không dụng đâu Đấy, Thì cái việc mà cái lá này nó không dụng này này Thì nó có một cái tác dụng là Thứ nhất là nó thoát hơi nước qua lá Đấy Nó thoát hơi nước qua lá Thì À cái thân của cây lan chúng ta nó sẽ tiêu bớt cái hàm lượng nước ở trong thân đi cái thứ hai nữa là cái lá này còn thì nó vẫn còn quang hợp được và nó sẽ tiêu bớt cái hàm lượng đạm nha chị em nhé hàm lượng đạm ở trong cái thân của cây phi hợp này đi thì khi mà nó tiêu bớt cái hàm lượng đạm này đi thì cái tỷ lệ ươm ki mà nó bị thối thì nó sẽ giảm nha mọi người nhé nên là uh, nếu như mà chúng ta xuống như này Sau đó chúng ta cắt từng mắt từng mắt ra để chúng ta ươm luôn ấy. Thì ở trong những cái thân này Chúng ta chưa vặt cái lá này đi Thì ở trong cái thân này nó còn có nhiều nước này Rồi là nó có nhiều đạm này Nó có hàm lượng đạm này Thì cái cái tỷ lệ mà bị thối Thì nó sẽ khá là cao Nên là anh chị em cứ treo ngược lên Sau khoảng độ đến tháng đầu tháng 3 à, Hoặc giữa tháng 3 nha anh chị em nhé à, Thì anh chị em nếu như mà nó chưa dụng hết lá đi Thì anh chị em cũng vặt hết lá đi Vặt hết lá đi Và anh chị em cho những cái thân của cây lan này này Vào trong một cái thùng xốp Nha anh chị em nhá Vào trong một cái thùng xốp Đây Có một cái thùng xốp đây Thì anh chị em Cái thùng xốp này thì anh chị em sẽ đục ra một vài lỗ Để cho nó thông thoáng không khí ở trong với lại ngoài Để giữa trong và ngoài nó thông nhau Đấy Sau đó thì anh chị em đậy cái nắp này lại và anh chị em để vào cái vị trí dâm mát Đấy, chỗ nào mà dâm mát ấy, thì cái việc mà để vào trong thùng xốp này thì nó che cái ánh sáng đi nha mọi người nha Đấy, nó che ánh sáng đi thì cái tỷ lệ ra hoa nó sẽ rất là thấp à, như ở vườn của mình đây những cái cây như cây này cây năm cánh trắng phú thọ thì cái tỷ lệ ra hoa nó rất là cao thế nhưng mà khi mà mình làm theo cái phương pháp này mình cho vào trong thùng xốp thì cái tỷ lệ ra hoa thì nó rất nói chung là của mình thì 100% là nó ra kỳ chứ không ra hoa được đâu mọi người nhé Đấy, rất nhiều người thì sợ là cắt xuống thì nó sẽ ra hoa và nó không ra kỳ Thế nhưng mà mọi người yên tâm đi à, Tầm tháng 3 thì anh chị em cho vào trong thùng xốp Tại vì đến tháng 5 thì nó mới là cái thời điểm mà cây phi điệp của chúng ta nó ra nó ra hoa Đấy, thì ở miền Bắc thì tầm tháng 3 Đấy, À, tầm tháng 5 thì nó ra hoa Thì tháng 3 thì chúng ta cho vào trong thùng xốp Còn ở miền Nam ấy, thì tầm tháng 3, tháng 4 nó ra hoa Thì anh chị em, thời điểm này là anh chị em cho vào trong thùng xốp Anh chị em để Và chú ý là để vào chỗ dâm mát cho mình à, Và sau khi mà anh chị em để vào trong thùng xốp Anh chị em chờ Khi nào mà anh chị em thấy những cái mắt nó sưng lên Thì anh chị em mang ra, anh chị em cắt Cắt khúc thành từng khúc, từng khúc một Một mắt hoặc hai mắt hoặc ba mắt thì tùy anh chị em ở vườn của mình đây thì thường là mình sẽ cắt những cái mắt to này thì mình cắt một mắt một còn những cái mắt nhỏ cái thân nó nhỏ thì mình cắt hai mắt một cắt hai mắt một để mình ươm ki và đến cái giai đoạn ươm ki thì mình sẽ làm video chia sẻ để với chia sẻ với lại toàn thể các anh chị em về cách để chúng ta ươm ki và hôm nay thì mình chia sẻ với anh chị em về một số những cái lưu ý khi mà chúng ta xuống giống cái thời điểm rồi là một số lưu ý khi mà chúng ta xuống giống để chúng ta ươm kỳ cho cây phi điệp và còn một điều lưu ý nữa là khi mà cắt thì anh chị em nên cắt vào những cái ngày mà nó hanh khô như hôm nay thì trời thời tiết hanh khô như này thì chúng ta cắt thì nó sẽ rất là có cái lợi đó là cái vết à, vết cắt này này thì nó sẽ bị nó xe nó xe cái vết cắt nó hay không bị thối nha mọi người nhé và sau khi cắt xong thì anh chị em cũng có thể là sử dụng cồn để anh chị em bôi vào cái vết cắt này hoặc là anh chị em cũng có thể là sử dụng cái thuốc sát khuẩn như là ridomin ridomine gold anh chị em pha sau đó thì anh chị em bôi vào cái vết cắt này. Đấy, ở vườn của mình đây thì mình bôi cồn. Đấy. Thì mình xin kết thúc video chia sẻ hôm nay ở đây. Và nếu như mà anh chị em nào mà thấy cái video chia sẻ của mình hay và có giá trị giúp ích cho các bạn thì các bạn hãy bấm vào nút đăng ký kênh để ủng hộ kênh Đức Hoa Lan để tạo thêm nhiều động lực để mình làm nhiều video có giá trị hơn nữa để chia sẻ tới toàn thể các anh chị em yêu lan và nhân dịp đầu xuân năm mới thì Đức Hoa Lan xin được kính chúc tất cả các anh chị em năm mới mạnh khỏe hạnh phúc an khang thịnh vượng và mình xin kết thúc video chia sẻ hôm nay ở đây Đức Hoa Lan xin chào và hẹn gặp lại tất cả các anh chị em ở các video tiếp theo.